bán một lô đất bự như cái sân banh luôn nha anh chị. Đường là đường rộng 3-4 mét luôn, và xe tải 2 tấn mình vào được nha anh chị ơi. Đường này là đường lộ tập đoàn nha anh chị. Đây thì cái ranh giới đất của mình nè anh chị. Đó, phía đối diện là có cái kênh thoát nước nha anh chị. Đất rất là đẹp luôn. Sâu vô là 59 mét và ngang là tới 58 mét là nha anh chị ơi. Đất dung dứt đẹp đẽ luôn. Đó, và giá thì cực kỳ sốc luôn. Chỉ có là 3 tỷ 400 triệu cho là 3.462 mét vuông này nha anh chị ơi. Sổ hồng riêng hướng bắc cho mình luôn. Vậy đây mình xây biệt thự thoải mái. Đây là có trụ điện nè. Đó, trụ điện rồi cột điện, điện nước là đầy đủ ha anh chị. Đó, và đối diện đất của mình là cũng có nhà dân luôn nè anh chị ơi. Địa chỉ đất của mình á thì thuộc là ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Đó, coi như đất dung dứt đẹp đẽ luôn. Hồi xưa là trồng thanh long, nhưng bây giờ thanh long rớt giá cho nên chị chủ không có trồng nữa. Đó, cho nên là để lại cho mình nha anh chị ơi. Và bán mình về mình xây biệt thự, còn không thì mình phân lô bán nền, không thì mình làm cái sân banh đây cũng được chị, quá trời rộng luôn chị ơi. Ngang 58 về 59 dung dứt luôn, sổ hồng riêng nha anh chị. Đường là đường lộ tập đoàn nha anh chị ơi. Tải trọng là 2 tấn, rộng 4 mét cho mình luôn. Khu dân cư đông đúc hiện hữu. Ra quốc lộ 50 là 2,3 cây số, ra nội ô thành phố Mỹ Tho tầm khoảng là 6 cây số. Ra cổng chào Tân Mỹ Chánh là 5 km nha anh chị, cách chợ Điền Mỹ là khoảng 5 phút thôi. Đó, đất vuông vức đẹp đẽ luôn chị ơi. Vậy dân cư là đông đúc hiện hữu nha anh chị. Đường thì đường rộng, đường thông anh chị ơi. Giá là 1 tỷ một công thì 3.400 mét vuông là bán là 3,4 tỷ anh chị. Đó, đối diện là có nhà dân đó nè. Giá này là quá hợp lý luôn anh chị ơi. Quá đẹp luôn. Miếng đất tới 58 mét ngang lận nha anh chị. Đó, thì anh chị nào muốn mua liên hệ trực tiếp em nha. Qua số điện thoại là 0787686293 nha anh chị. Nói chung là có nhiều người tới coi rồi, nhưng mà hứa đặt cọc mà thấy hứa không thấy, không thấy xuất hiện gì hết trơn á, cho nên là vẫn kêu bán bình thường nha anh chị ơi. Khi nào mà đã đặt cọc thì em sẽ báo cho mình ha anh chị.